Xin chào các bác. Chào đầu tháng toàn thể quý khán giả. Một tháng mới đầy năng lượng, đầy sự may mắn các bác ạ, và nhiều sức khỏe. Hôm nay các bác nhìn cảnh Tây Bắc ở trên mình này, mấy nay mưa nhiều nữa. Và những cái đám mây ở những cái dãy núi bên kia các bác ạ, nhìn rất là đẹp luôn. Sáng sớm, buổi sáng sớm nhìn chill lắm. Trên Tây Bắc mình thì hiện giờ cũng đang mưa rất là nhiều và nhiều nơi sạt lở, lũ lụt, lũ ống, lũ quét. Nên là không đi làm gì được các bạn ạ. Và hiện giờ thì hôm qua thì mình cũng đã lên chỗ nhà ông bà ngoại của cụ Khánh đây, có cái lễ cúng đền, cúng rừng các bác. Ở đây thì hôm qua mưa to quá nên là mình cũng không về được, với cả uống rượu nữa nên là không lái xe đi về được các bác. Hôm nay đang ở trên nhà ông bà ngoại. Ở trên này thì sau cái lễ cúng rừng ấy thì hôm qua ấy thì cũng hôm nay người ta cả bản người ta sẽ kiêng các bác ạ. Người ta sẽ kiêng ở vào ngày mùng 1 đầu tháng, mùng 1 tháng 7 này. Người ta sẽ kiêng là hôm nay sẽ không đi lao động. À không phải không đi lao động mà kiêng chặt cây, chặt cỏ các thứ ấy các bác, để bảo vệ một cái nguồn rừng, một cái lâm sản đấy. Đó. Ở trên theo phong tục của người Nùng ở trên này như thế. Mỗi nơi tuy rằng là mỗi nơi nó một cái phong tục khác nhau, một cái quan niệm khác nhau thôi, nhưng mà mình thấy là một cái sự rất là hay ho ở chỗ trên nhà ông bà ngoại của Khánh đây các bác. À, là nói là như vậy. Hôm nay người ta sẽ kiêng. Và các nhà mọi người thì ở đây sẽ hôm nay sẽ kiểu như Tết ấy, là người ta sẽ làm mâm cơm để thắp hương lên bàn tổ các bác, cầu lộc cầu may, cầu một sự bình an. Đó. Trên này thì mưa lắm. Đây, ở đằng trước này, những cái dãy núi đằng trước cũng toàn là sương mù thôi. Trên bầu trời này cũng toàn là sương mù màu đen. Mưa nhiều mà các bác. Trên nhà này mọi người cũng làm xong rồi. Sáng sớm nay mình cũng dậy mổ gà, làm các thứ xong rồi. Nhưng mà cơm bình thường thì mình cũng ghi hình rất là nhiều ở nhà ông bà ngoại này rồi. Nên là về cái món ăn ẩm thực thì thôi, chắc là mình cũng chỉ có lướt sơ sơ qua thôi. Chỉ quay cảnh trên Tây Bắc một chút cho các bác cùng xem. Đó, những dải mây trên này người ta bây giờ nhìn nó đang bay nhìn đẹp lắm các bác. Nhìn ở trên màn ảnh nhỏ, qua màn ảnh nhỏ không biết là các bác có nhìn đẹp không, nhưng mà mình ở trên này mình nhìn thấy rất là đẹp luôn. Đó, mây nó đang bay bay này. Nhìn đẹp lắm, buổi sáng này sương mù, sáng sớm thì mưa một trận rất là to rồi, bây giờ mới tạnh tạnh một chút. Đó, ông bà ngoại Khánh đây, sáng sớm dậy sáng sớm rồi. Qua với anh chỉ đi ở dưới cúng đền về mấy anh em uống rượu uống say các bác. Qua mình lên trên nhà một chút chị, lên trên nhà gặp bà chủ Hà một chút các bác. Hôm nay thì anh Dễ Hiếu với cả chị Bích thì một lúc nữa mới sang nhé các bác nhé. Và hôm nay đi thì có mỗi mình, chuyến này đi có mỗi mình đi thôi. Ông cụ sang từ sớm để chuẩn bị tí nó thắp hương. À trang điểm à hả? À? cho trang điểm xong quay nhá.
Ừ, xin chào nào. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào chưa? Lúc nào mới biết chào đây nhỉ? Đang ăn kẹo. Ừ. Bé gấu có khác, bé gấu to béo nhỉ? Nói đi đấy. Nói đi. Thế mỗi anh Khánh thôi. Khánh ơi, chuyến này không được lên, mưa nhiều quá. Chế biến món gì à bà chủ nhà? Làm canh đắng. Canh đắng à? À cái lá ấy là lá mà gấu đấy à? Đùa cái lá đấy ngon. Ô vừa nãy không biết lấy cái lòng gà ấy nhỉ? Ừ, tí lấy lòng gà làm canh đắng không? Đúng rồi. Rượu say về bây giờ là một món canh đắng thì thôi tuyệt vời. Quá ngon luôn các bạn. Cái lá mật gấu các bạn. Tí mình đi quay cái lá đấy, cái cây đấy cho mọi người cùng xem. Không biết ở chỗ mọi người có không? Chỗ mình gọi là cây mật gấu. Nó vị đắng đắng hơi thanh thanh một chút thôi. Ngon lắm. Em về làm cái lòng gà, lòng cá ngon cực kỳ luôn các bạn. Ngày xưa đi tán gái có thử thách chặt gà không hả anh chị? Anh đi xong kia bố vợ tần làm cho hết. À bố vợ làm cho hết à? Thế mà mang tiếng còn dễ ở gần như. Thế chán anh con dễ đấy quá. Để đây các còng thôi. Còng thế Hiếu ăn còng à? Cho anh tiếp. Tiếp hết răng rồi. À thiếu răng à? Ui dồi ôi, em thấy có cái gì rồi anh ạ? À? Thấy có cái gì trong con gà này rồi? Chưa, hả? Các cụ làm tí khói đó. Ừ, các cụ làm tí khói. Cái này cứ để lại cho em, cái đấy em ăn được. Cái kê con gà đó, khá là to con gà trống ông ngoại nuôi. Cái này là hôm nay mình cũng vẫn phải làm lý trước xong là mấy ấy chứ đúng không? Đúng rồi. Hôm nay thì gọi là mùng 1 thì mình thắp hương thôi. Mùng 1 là thắp hương đúng không? Đầu tháng các bác. Như ở ngoài thành phố thì các bác ấy sẽ cầu thần tài các bác. Đó, nhưng mà ở trên bản mình thì không có ông thần tài. Chỉ có mỗi bàn thờ tổ tiên thôi. Nhiều bác thì sẽ làm ăn này sẽ cầu ông thần tài nữa nên là thắp hương thần tài cái kiểu đó. Trên nhà ngoại Khánh ấy thì gà thường thường hay thái cái rau răm vào và trộn với muối mịt chính, hạt dổi nữa. Đến lúc lên đỡ phải chấm luôn các bác, như kiểu các em nhỏ thì đỡ phải chấm luôn, nó đủ gia vị luôn rồi. Đấy, nhặt ít rau răm về. Ui da, đàn vịt. Cái tét này là cái tét nước lần nữa các bạn. Nó chảy suốt ngày, suốt tháng này thôi. Không bao giờ cạn đâu. Ông ngoại của Khánh ấy. Ui, nhà nó ít nữa. Rửa đây luôn. Thank you.
Này có mấy bố con ông con rồi các bác. Đó. Cơm đầu tháng. Sao anh cũng ngủ à? Mình ngồi ăn cơm đây. Măng ớt anh chỉ làm đấy à? Sao? Uống nước ngọt này, uống ngay. Hả? Uống nước ngọt à? Đâu? Anh Hiếu đâu rồi? Khanh không lên à? À, Khanh bận. Hôm nay bận hết rồi các bạn. Gọi là thiê bao ấy. Hiếu thì chạy taxi nên là hôm nay đi chở khách. Chị Bích thì chưa thấy sang đến. Bây giờ cứ ngồi trước đã các bạn. Đó. Rồi ăn cơm thì còn ông cụ còn về. Thôi xin mời đi, mời cả nhà ăn cơm ạ. Con mời bố mẹ ăn cơm. Mời ông cụ ăn cơm nhá, mời bố mẹ ăn cơm ạ. Mời anh chị ăn cơm nhá, già nhá. Ôi, con chắc không uống đâu, chiều con đi xe. Đấy, anh uống với ông. Hả? Uống tiếp ông đi. Ông cụ uống khỏe lắm. Mình cũng xin phép thôi, bởi vì là làm bát cơm các bạn. Ôi, em chiều em đi xe về, sợ không thổi nồng độ. Chiều mình di chuyển đi về các bác. Chấp hành giao thông. Ui, thả kiêng một tí còn hơn là đi mất vài củ anh ạ. Uống nước này chắc được hả? Vâng, con uống nước ngọt được. Đó, bữa cơm mà một đầu tháng của gia đình ông bà ngoại đây các bạn. Hôm nay mình cũng ăn cơm sớm mà. Thì chiều mình còn di chuyển đi về nên ông bà cũng ăn cơm sớm. Bây giờ chắc có tầm khoảng hơn 10 giờ thôi. Bây giờ 10 rưỡi rồi thôi. Hôm nay thì nhà ai cũng làm thắp hương ấy các bạn. Thắp hương đầu tháng nên là chắc là khả năng đến chiều đi kiểu mới đi chơi với nhau được. Còn bây giờ thì cơm trước đã. Cơm nhà ông bà ngoại đây. Thế ngon lắm. Toàn đồ ấy thôi. Được cơm tốt. Uống nước ngọt. Anh Tiệp đi em Khánh không anh Tiệp? Chiều đi em Khánh không? Hả? Có à? Chiều đi em Khánh chơi nhá. Ừ. Sắp đi học rồi chiều đi chơi. Ôi, có mời mọi người đi ạ. Mời tất cả mọi người nhà ăn bữa cơm nhé. Gặp được ông cụ. Đâu? Anh chỉ ăn chân à? Anh Tiệp ăn chân không? À, không có răng gì. Đây. Thịt cho mẹ. Ừ. Mẹ. Đấy, cho anh Tiệp miếng thịt thịt này. Cho anh Tiệp đây. Miếng thịt thịt này. Xin chưa? Ăn đi cho mà xuống trông em Khánh nha. Chiều đi xuống trông em Khánh nha. Chuẩn bị đi học rồi. Chắc mình để máy xa xa ăn cơm các bác.